Đấy đấy. Đóng ngay. Hàng. Tưởng rô phí như hàng. Đấy đấy. Đóng ngay. Hàng. To quá anh em ạ. Mấy anh em vừa mới cư trú được vị trí an toàn thì trời bắt đầu mưa, bây giờ đang bắt đầu ra đồ các bác nhé. Này em sẽ đánh bằng cây 8H. Loại này mới về. Nó đẹp. Nó đẹp như cây 10H luôn nhưng mà nó là mẫu 8H các bác nhé. 54 này này, 54. Đang lắng trời bỗng đổ cơn mưa. Này đánh trong một nước ở đây cũng tương đối là sâu. Đánh phao bầu 20 các bác nhé. Phao bầu 20 tứ thép AK. Lưỡi này anh em đánh em bao quằn đầu. Xong rồi anh em đánh rất là sắc bén, không bị han. Bao quần đầu các bác nhé, bác nào quần đầu em đổi lại cái mới luôn. Trời đang mưa mưa bay bay, khả năng này băm hàng rất là cao. Có tí à. Hai cục hai bên. Cho hàng vào. Anh không còn cái phao nữa. Cái phao để anh kìa. Sáng đi thì ngon giờ trời mưa to. Mưa mát thì nó vẫn cắn luôn này. Mưa này đi câu mát rồi. Anh chỉ thấy câu chuyện mưa. Hmm?
nhấp này cho rô phi rồi. Đấy đấy. Đóng ngay. Hàng. Tưởng rô phi như thế nào. Đấy đấy. Đóng ngay. Hàng. Tưởng rô phi như thế nào. Chấm chấm chấm. Nền ngay như này. 8H này vào. Một phát. Thôi thôi không phải dễ. Điều này 8H đánh rất là khỏe nhá. Con này một phát nền bờ luôn. Chắc có tầm tầm rưỡi rồi. Mà có hàng đẹp này tí anh em có đồ hấp nào ok rồi. Rồi, lấy cái túi ở trong đấy. Mình tính nhá, khéo lượn. Trời ơi bão tắt về mưa sa. Đang lấy cái túi quay video nó bong bóng mất nước các bạn. Đèn quá. Nhưng không sao, hôm nay có hàng vào mà tí chắc chắn là anh em sẽ lên được vài con nữa. Đóng mỗi nơi bỏ ra để đăng lên cái túi thì nó bong là mất. Mà kể ra lúc nào có tí chuối cái là bọn này nó vào cũng nhanh thật. Chấm chuối bán. Chép cũng bán. 8H mà quẩy căng gớm chứ đùa. Ừ, là cái hạt chặn nó bị tụt đấy. Chặn nó phao tụt. Chạm nhé. Lục là đánh chạm máy. Lúc nào bật nhạc to đấy. Sao chán này thì anh em tôi bây giờ đang chuẩn bị sang bên kia vác đồ nướng gà đấy, thằng em đang cắm ô ngồi đúng từ 9 giờ đến 1 giờ mốt gần 2 giờ rồi chưa ăn uống gì. Giờ mấy anh em thu đồ sang bên kia cắm cây nướng con gà, nướng con cá, vừa nó có đồng con xong rồi bắt đầu là cứ thả câu tiếp đến tầm chiều tối về anh em nhé. Đây em chuyển sang cái vị trí này quẩy anh em ạ. Chơi cái lỗ này anh em nhé. Giờ con nào được. Đó, cắm cần tại vị trí này anh em nhé. Phao này để hơi cao. Mà nhìn cho nó dễ. Chủ yếu bây giờ anh em của tôi sẽ tập trung nướng gà và uống bia. Giờ chặt cái khúc cây này anh em tôi cắm nướng con gà này. Làm cây to to này cắm khoai. Một cây. Thì nên lấy rau đập đóng xuống. Làm hai cây nữa này. Mỗi bên cắm một cây. May cái đây nó nhiều củi nha. Đó. Mùa hè hơi nóng, cái này đây nó rộng có gió. Khéo khéo nó bữa chạc đấy mà. Em đóng trên cái... đấy đóng cái đấy nó bừa ngay. Đúng là hai ăn thì ăn vào bếp. Còn gà. Cái này phải tí nướng gần chín bắt đầu quét thêm lượt sa tế nữa thì ngon. Hai con này rồi, cho gác đi em. Đâu cái này cắm hai cây nữa là đẹp, phải làm cây nữa. Này làm cái nữa quay không? Cắm cây nữa mày. Mày phải chặt cây gà khác.
ở trên này đúng kiểu người rừng luôn. Này có cái này mà có bia hơi uống nhỉ, loại bia bom nít mà lạnh nhỉ, phát ra uống đời nó lại sướng. Anh em tôi này có bia lòng và có đá này. Cắm ngay cái chỗ đất đấy xong rồi sang hai bên là ok ngay mà. Khổ quá. Mãi được này khéo thì 4 giờ được ăn cái đùa. Tuyệt vời. Nói chung là vậy cũng ổn rồi. Bây giờ này đấy, quay tí là ok ngay rồi. Củi để nó cháy ra tàn để dễ thấp em ạ, đừng cho cháy to lắm gì. Đây. Phong cảnh mát mẻ. Thành quả của anh em tôi được mỗi một con chim sáng được con chấm ngon thế này. Rơi mất đầu mẻ. Cái đấy, cái này thì cho anh em tôi quận lá chuối không này nướng các bác nhé. Quận cả con luôn. Cái xua này cái. Xua ướp. Cái chấm hoa quả nhìn màu đỏ là biết là cay rồi. Cay cũng mặn. Mặn cay có thể mặn. Xúc rồi. Mướt mượt mượt luôn. Kể ra may được mấy con như thế này tươi quá. Đóng gói cho nùi luôn cả vào đóng củi gói nhá. Quận cả con. Màu sữa thì con gà nó cứ vậy úp không tí phủ củi thôi, lật là được. Cái này là ngon. Cái này con anh em tôi để nó hơi thấp cái này, con gà cháy mất một phần trên tí để cạn nó còn cháy. Rồi này ok rồi, là trông cá. Ôi, anh em nướng gà mình đang ngồi trong cần câu cá. Màu này thật sự các bạn thấy khoái lắm, cá ở đây nó chẳng có mấy, cầu khó nhảy. Rồi ngâm chán, nếu có nào bảo sao anh em tôi lên đồ đấy các bác ơi. Ăn uống thôi. Lên đồ ăn uống thôi. Đấy, cho nước vào thùng này, bia này em ạ. Có thế này thôi đúng không? Rồi bây giờ con này là chín rồi, anh em tôi bác là vã đây các bác, đói lắm này. Cá mú chá lấy cắn. Cá này, cá chín nó úp đến là chín rồi kìa. Hết rồi là chuối. Tuyệt vời rồi. Chín không? Chín rồi, chín khô rồi. Tỏi lắm rồi. Rồi cái này đâu? Vào thôi. Ồ, cá ngon quá. Ôi, cá nướng nguyên là chuối anh em này. Bọc cũng rồi, hãy nó thơm nhé. Đây mới là tuyệt vời, đẳng cấp này. Chín rồi, ngon rồi. Ok. Rồi anh em bắt đầu chuyển cả con gà ra nữa đi. Đẹp quá. Chơi luôn. Chuyển khác thôi anh em ơi. Đó,
qua này. Nhưng tôi vừa pha super thì đang có còn miếng gà này ăn lốt đi, đói quá. Gà vừa nướng chín này. Này mời các bác ăn em nhé. Giờ là 4 giờ này. 4 giờ bây giờ mới được ăn này các bác này. Ngon tuyệt vời luôn. Rồi, quả một con cá. Đầu gà. Xuống. Đúng kiểu dân dã, thổ dân. Ăn thế này mới sướng. Cá thì mãi không đến vào cắn, chán cắn này. Đấy nhưng mà thiên nhiên khó nhài lắm anh em ạ. Sáng vã xuống cái mổ chua xuống cái nó lích ngay. Tưởng hôm nay ngon ăn cơ. Chở mãi, nếu có nào sao đấy. 4 giờ chiều anh em tôi được ăn nào. Anh em uống phát đi. Đó, tươi tỉnh này. Wow, khát vừa đói. Cho uống bia với em nhé. Tuyệt vời. Nhìn từ miếng gà. Nếu mà sa tế nhìn xuống nó ngon hẳn. Ngon hết. Nhà làm cái cánh. Đáng là trong chờ con cá được mỗi con, may được một con. Kể ra được con chấm lên thì ngon quá, đáng cái mài mài thùng rõ ấy nó xuống mất. Thịt con cá là tai nhỉ. Bé mà lại phải mấy năm này. Ngon thật đấy. Ôi, ăn miếng da gà ăn sướng. Anh em tôi này cũng thùng bia bẹt nhạt luôn. À, bố ấy bố như là ma khát quá. Thịt của cá là dài này, mà cá mấy năm cá thì lâu năm rồi mày. Khó ăn thịt này. Tội là mày anh em bón mày. Ý về mà không nạp nó rơi xuống đấy. Mình ý về mà không nạp được pin nữa thì toang luôn này. Chú sẽ kéo hết cây. Bao nhiêu cơ cần lấy ra ngoài. Cá này nó khỏe. Cá nó khỏe cả. Đợi lên lúc mà ăn nó nước nó sâu. Nó cũng nông nhưng mà nghĩa là nó thả cái nước nó khỏe cả. Chuyện của anh em giờ còn lại mỗi xương. Gà thì còn thơ cỡ, cá là hết luôn, cá vẫn ngon hơn nhỉ. Rồi, thu đồ về các bạn, nỏ lắm, nỏ sành.